thực hiện nghị quyết số 19/2018/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết sẽ phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Thúc đẩy Sản xuất gắn với Tiêu thụ Nông sản Việt Nam 2019 vào tháng 2 năm 2019. Tại buổi họp báo tổ chức diễn đàn, lãnh đạo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản cho biết, diễn đàn sẽ là cơ hội cho các nhà quản lý và doanh nghiệp trao đổi, phân tích, đánh giá cơ hội, triển vọng của hoạt động xuất khẩu nông sản Việt Nam, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, đề xuất cơ chế chính sách thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, phát triển thị trường xuất khẩu nông sản cũng như đồng thời động viên, khích lệ doanh nghiệp, hiệp hội trong việc thúc đẩy xuất khẩu nông sản, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của ngành nông nghiệp. Theo Bộ Công Thương, năm 2018, xuất khẩu nông lâm thủy sản đã lập kỷ lục với kim ngạch đạt 40,5 tỷ đô la Mỹ. Nông sản của Việt Nam đứng thứ 15 trên thế giới với sự hiện diện tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tiếp tục đà phát triển của năm 2018, năm 2019, nông lâm thủy sản Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu đạt khoảng 43 tỷ đô la Mỹ và đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển thị trường trong và ngoài nước.